chị đến từ quê hương Quan Tân, xa lạ xa biến Ninh Bình, một quê hương rất là xa xôi. Tất cả quý vị chúng ta đã không quản ngày đến giá đã trở về với gia đình nhà gái chúng tôi để thực hiện với các bước kỳ lễ quan trọng và đặc biệt nhằm xây dựng hạnh phúc cho hai bạn trẻ Trần Huy sánh tên cùng với Nguyễn Linh, sẽ là những nhịp cầu nối để kết nối tất cả những tình cảm tốt đẹp mà quý vị đã và đang trở về đây chung tay xây đắp hạnh phúc cho hai bạn trẻ. Chính vì vậy, lời đầu tiên cho phép Quang gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần, lời chào thân thương trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, và những giây phút, những khoảnh khắc yêu thương này, chúng ta đang được có mặt tại gia đình nhà gái trở về với các bạn trà, các bên phía gia đình nhà gái chúng tôi đã chính thức được soạn ra để nồng nhiệt chào đón tất cả những tình cảm tốt đẹp của toàn thể quý vị. Chính vì vậy, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau xót cho mình những ly trà thơm, cùng tự nhiên nâng cốc để chứng duyên tuổi trẻ, nước trà xanh thấm tỉnh dân tộc, thuốc lá thơm để trọn nghĩa hai ta. Xin được mời hai họ và cô bác gần xa hãy cùng nâng cốc để chứng thực kết nối tình ta mặt đồng. Lời đầu tiên xin là chúc các cụ ông bà sau mọi nhà gái một năm nhâm dần là mạnh khỏe hạnh phúc. Nhưng mà báo cáo các cụ là ở đây thành phần tôi đi hai cái bến là Tài, có cả cô đi một chú bác, rồi là ông có đầy đủ ông gia đình, như các cụ cũng đang ở đây là Tài. Có sự trở về của các cụ ông cụ bà đại diện của gia đình nhà trai và cũng như có bà con lối xóm và những người bạn của chú rể Trần Huy cũng đã trở về đây để cùng với gia đình nhà trai thực hiện các bước kỳ lễ quan trọng. Vì vậy chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón gia đình nhà trai nhé. Xin mời. Thưa quý vị, và để đáp lại những tình cảm của gia đình nhà trai thì ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái sẽ gửi thân đứng dậy thay lời cho ông Tân, bà Nhung để chính thức giới thiệu các thành phần đại diện của gia đình nhà gái ngày hôm nay đã cùng nhau có mặt để đón tiếp gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa họ nhà gái, giới thiệu họ nhà trai, kính thưa hai họ và kính thưa tất cả mọi người đã có mặt buổi lễ ngọc tài ngày hôm nay. Tinh thần thì cũng như bác cho phường và đại diện ở nhà trai cũng giới thiệu các thành phần thì tôi cũng giới thiệu các thành phần của bên hội nhà gái. Xin giới thiệu với các hội nhà trai, ở đây là bà ngoại sinh bà có ngoại sinh bà Nhung, sinh ra cháu Linh, ở đây là ông Tân là cháu Linh. Còn tôi là tên là Thảo, là anh trai của ông Tân. Còn kia là ông anh cả, nhưng mà ông anh cả là anh trai thôi, trai ông Tân đó. Còn đây là ông thứ tư, còn đây là thứ năm. Còn đây các cái bà bác của tất cả những cái thành phần rất nhiều. Nói chung là báo cáo với con các bà là các cháu nội ngoại rồi các thành phần nói chung là rất đông đủ. Thì giới thiệu thì xin giới thiệu được các cái thành phần từ tốt thôi. Thế thì hôm nay cũng là cái sự rất vinh dự là nên họ nhà trai cũng là đến đây để là làm cái lễ mặt tài và lễ đón dâu, thì cũng có là chúc bên họ nhà gái chúng tôi, thì chúng tôi cũng thay mặt họ nhà gái cùng xin chúc toàn thể cho ông bà và toàn thể anh chị em mà trong đoàn họ nhà trai đến đây có một chút thật tuyệt vời và trong ngày hôm nay để kết hợp với họ nhà gái chúng ta để tổ chức cái buổi lễ mặt tài và buổi lễ đón dâu và cũng như chiều nay chúng ta sẽ gặp họ nhà trai để làm cái lễ gọi là thầy cô giáo cáo được tốt đẹp. Xin kết lời. Thank you.
diện gia đình nhà trai bà Vũ Thị Mùi đến với quý vị từ Quang Tân, Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình. Xin được gửi tới các cụ, con bác, bà đại diện cho mấy đoàn gia đình họ gái và toàn thể các quý vị quan khách khách quý đã cùng trở về đây. Lời cảm ơn sâu sắc, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa với các cụ, con bác, bà, thưa với toàn thể quý vị, bỏ qua tất cả những gọi mời và đặc biệt là bỏ qua tất cả những sự lựa chọn khác, thì chú rể Trần Huy và cô dâu Nguyễn Linh họ đã đến bên nhau bằng một tình yêu đẹp. Sau những quãng thời gian tìm hiểu, hẹn hò, thì họ đã chính thức trở về thư chuyện với hai bên gia đình. Đại diện cho gia đình nhà trai là bà Vũ Thị Mùi và đại diện cho bên gia đình nhà gái là ông Nguyễn Ngọc Tân và bà Lê Thị Nhung. Và sau khi đã được sự đồng ý của hai bên gia đình, đôi bạn trẻ cùng với hai bên gia đình đã chính thức chọn được ngày đẹp. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2022 là ngày 4 tháng 2 năm Nhâm Dần, là ngày đẹp nhất trong tháng và là tháng đẹp nhất trong năm. Ngày mà hai bên gia đình đã chính thức lựa chọn để cử hành sự kiện hạnh phúc, chương trình đại lễ tại nhôn chúc mừng cho Trần Huy và Nguyễn Linh. Ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời những ánh mắt của toàn thể quý vị sẽ hướng tròn tâm nhìn trở về sân khấu đến với sự hiện diện của chú rể Trần Huy và cô dâu Nguyễn Linh. Xin mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay để trở về bên phía sân khấu chính giữa. Chú rể Trần Huy dành tặng tới cho cô dâu Nguyễn Linh. Và để đồng hành cùng chuỗi sự kiện hạnh phúc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình họ trai và gia đình họ gái cũng sẽ vui lòng di chuyển trở về sân khấu này. Thì ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lời phát biểu để xin được trao gửi cô dâu Nguyễn Linh trở về làm dâu con của đại tộc gia đình nhà trai với những lời phát biểu cảm ơn quý vị. Và bây giờ, xin mời đại diện của gia đình nhà gái chúng ta. Kính thưa họ nhà trai, kính thưa cả hai họ, kính thưa tất cả anh chị em và tất cả mọi người có mặt buổi lễ thành hôn của hai cháu, cháu Huy và cháu Linh hôm nay. Thế thì tôi là bác ruột của cháu Linh, là anh trai của ông Tân. Thì tôi là được quyền ủy nhiệm của bên họ nhà gái làm đại diện. Thế thì tôi cũng xin phát biểu mấy lời như sau. Thế thì thưa họ nhà trai, thế thì cháu Linh thì cũng được gia đình ông Tân nuôi lớn nhưng mà cũng chưa khôn. Đến hôm nay là được về đây làm dâu họ nhà trai. Thì trong lúc mà các cháu hôm nay thì đã về đây thì bây giờ chúng tôi không biết nói gì nhiều hơn, thì chỉ xin gửi gắm cháu những cái điều gì mà gia đình của gia đình bên họ nhà gái chúng tôi mà để mà nhờ gia đình hòa họ bên nhà trai, tức là từ giờ phút này cháu Linh tức là con của gia đình bà Mùi và của họ nhà trai thì là con là cháu, thì xin có những điều gì để ra cả cháu mà quê cháu Linh cũng là như con như cháu cũng gia đình trong họ nhà trai, có điều gì còn thiếu sót thì xin gia đình bà Mùi và cũng như thế là họ nhà trai cùng để mà giáo dục cháu, coi cháu như là con ở trong gia đình. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, mà nếu là để trong này và chúng tôi cũng thế, coi như cháu Huy cũng là như thế là con của họ nhà gái, còn là dâu hiền là như dâu hiền như Thảo, dâu hiền như thế là con gái, mà cháu dễ Thảo như là con trai. Thì chúng tôi cũng sẽ nếu mà các cháu mà sau này thì hai cháu mà kết hợp mà được thành duyên đẹp đẽ, hai bên gia đình hạnh phúc, và chúng tôi cũng rất là vui mừng và cảm ơn. Và xin cuối cùng xin chúc hai họ và chúc buổi lễ thành hôn và cháu được thành công tốt đẹp. Những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị đã dành tặng tới cho lời phát biểu đến từ đại diện gia đình nhà gái. Thưa quý vị, phải chăng đó là có quá nhiều những cảm xúc cho nên đứng tại sân khấu này, một sân khấu lộng lẫy đẹp như trong mơ, thì đại diện của gia đình nhà gái chúng ta có hơi run một chút. Nhưng mà xin được nói lại thay lời tới cho đại diện gia đình nhà gái, thì cô dâu Nguyễn Linh trở về làm dâu con của đại tộc gia đình nhà trai thì khôn, thì các cụ bông bác bà là dạy bảo ít mà dạy thì các cụ bông bác bà dạy bảo nhiều. Sớm cho cô dâu Nguyễn Linh để trở thành một người con dâu hiếu thảo và trở thành một người vợ ngoan, phải không quý vị? Và xin quý vị một tràng vỗ tay nhỏ nhỏ đồng viên nữa đi ạ. Thưa mời các cụ
con bác bà và xin được thưa với toàn thể quý vị, để tiếp với lời phát biểu của đại diện gia đình nhà gái thì ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lời phát biểu đại diện cho phái đoàn gia đình họ Trai, đại diện cho bà Vũ Thị Mùi cũng sẽ đón nhận thêm thành viên mới cho dòng họ, cho gia đình. Và bên cạnh đấy là sẽ có những lời cảm ơn quý vị khi ngày hôm nay thì mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống, nhưng toàn thể các quý vị cũng đều trở về đây với cùng chung một mục đích, đó là để chúc mừng tới cho ngày hạnh phúc của đôi con trẻ. Và xin mời lời phát biểu đến từ đại diện gia đình họ Trai. Kính thưa quan viên hai họ, cũng qua lời của ông đại diện cho họ nhà gái, tôi cũng nhận cháu về là con râu và Mùi và cháu chắc trong họ chúng tôi, và rất chân thành cảm ơn các ông các bà ở họ nhà gái đã không quản ngại xa xôi đường xa mà đã đưa cháu về đây giao cho chúng tôi, và lại giữ cái buổi lễ thành hôn hôm nay. Không biết nói gì hơn hết là xin cảm ơn cả các cụ các bác trong quan viên và nhà gái. Đây là sau đây là phát biểu đến từ đại diện hai bên gia đình họ Trai và gia đình họ Gái, thì bây giờ chính thức chú rể Trần Huy đã trở thành rể con của đại diện gia đình nhà gái, và cô dâu Nguyễn Linh thì cũng đã chính thức trở thành dâu con của đại diện gia đình họ Trai. Và chúng tôi xin mời hai bác đại diện cho hai bên gia đình sẽ bước về bên phía trên một bước, trao cho nhau cái bắt tay trao dâu nhận rể để hiện tình đoàn kết thông gia của hai bên gia đình. Và sự kiện ngày hôm nay xin được phép chính thức long trọng bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy là muôn ngàn những chùm tia sáng hạnh phúc cũng đã được thắp lên để minh chứng cho một tình yêu đẹp. Tình yêu nơi mà chú rể Trần Huy và cô dâu Nguyễn Linh họ sẽ ở bên nhau đến trọn đời và mãi mãi. Và ngay bây giờ sau đó, hai lời phát biểu đến từ đại diện hai bên gia đình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những phần nghi lễ tiếp theo. Phần nghi lễ đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, mà đó là phần nghi lễ không thể thiếu được trong mỗi dịp cưới hỏi của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là phần nghi lễ mà chúng tôi xin được mời chú rể Trần Huy sẽ cùng gửi trao tới cho cô dâu Nguyễn Linh lời nguyện ước thông qua chiếc nhẫn đàm hôn ngày hôm nay. Những ánh mắt thân thương trìu mến của toàn thể quý vị đâu ạ? Hãy hướng tròn tầm nhìn và chúng ta sẽ đến với giây phút mà chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu ạ.